Vâng, xin cảm ơn trường quay. Thưa quý vị và các bạn, Trung Quốc là thị trường tiêu thụ nông thủy sản lớn nhất của Việt Nam, bình quân chiếm khoảng 27% tổng kim ngạch xuất khẩu của nông sản và thủy sản. Các sản phẩm chủ lực được xuất khẩu sang Trung Quốc bao gồm như là rau quả, hạt điều, cà phê, gạo, sắn hay là các sản phẩm làm từ sắn, cao su, thủy sản. Và để cung cấp thông tin chính xác tới quý vị, cùng đồng hành với tôi ngày hôm nay là ông Trần Thanh Hải, Phó Cục trưởng Cục xuất nhập khẩu của Bộ Công Thương. Sau đây thì xin kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những hình ảnh mà truyền hình thông tấn ghi lại ngày hôm nay tại cửa khẩu giữa Việt Nam và Trung Quốc. Vâng. Cửa khẩu Cốc Tức Nam, là từ Tân nó có Thanh, hai Hữu cái Nghị cửa tại khẩu. Lạng Sơn đóng cửa im lìm, không có hoạt động giao thương nào diễn ra. Phía Trung Quốc tạm dừng thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu tại các cửa khẩu phụ đến ngày 9 tháng 2, tức ngày 16 tháng Giêng. Riêng cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị sẽ hoạt động trở lại từ ngày 3 tháng 2, tức ngày 10 tháng Giêng. Hiện tại, chỉ có một số ít người nhập cảnh qua đây. Tương tự tại Lào Cai, từ ngày 30 tháng 1, phía Trung Quốc đã có thông báo tạm dừng toàn bộ hàng hóa nhập khẩu của Việt Nam theo chính sách cư dân biên giới qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai đến hết ngày 8 tháng 2. Việc chợ biên giới tạm dừng hoạt động đã dẫn tới toàn bộ hàng hóa theo chính sách cư dân của Việt Nam không thể nhập khẩu vào nước bạn. Tham mưu kịp thời, tham mưu thông báo cho các cái địa phương có những cái hàng cư dân biên giới đi theo cái lối cư dân biên giới là có cái chuẩn bị để có cái đối sách. Cái thứ hai nữa là chúng tôi cũng đang tính toán để có cái giải pháp cùng với lại các giải pháp để tham mưu cho Ủy ban nhân tỉnh để định hướng để đưa những cái hàng mà thực hiện theo cửa khẩu chính ngạch để đảm bảo theo cái yêu cầu mà vẫn đạt được cái chỉ tiêu về mặt xuất nhập khẩu nhưng đỡ bị ảnh hưởng hơn. Tuy nhiên thì cái việc mà đình chỉ cái hàng cư dân biên giới thì ảnh hưởng đến những người, nhất là những cái cư dân ở khu vực biên giới này trong những cái vấn đề mà xuất những cái hàng nông sản được phép. Tính riêng từ ngày 25 đến ngày 30 tháng 1, tức là từ mùng 1 đến mùng 6 Tết, tổng số hàng hóa xuất nhập khẩu qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai chỉ đạt khoảng 3 triệu đô la Mỹ, giảm tới hơn 40% so với dịp Tết năm 2019. Thưa ông Hải, như ông vừa thấy ạ, các cửa khẩu giữa Việt Nam và Trung Quốc thì đang đóng cửa. Vậy thì tình hình này có gây ảnh hưởng gì tới việc xuất khẩu nông sản của Việt Nam sang Trung Quốc không thưa ông? Chúng ta cũng thấy là trong cái thời gian nghỉ Tết thì cái lưu lượng hàng hóa qua các cái cửa khẩu là cũng đã giảm đáng kể. Và cộng với cái việc mà có bùng phát dịch bệnh thì hiện nay cái Trung Quốc cũng đang tăng cường kiểm soát và cũng sẽ kéo dài cái thời gian mà đóng cửa. Đặc biệt là có một trung tâm giao dịch nông sản ở tỉnh Quảng Tây cũng sẽ đóng cửa và như vậy nó sẽ ảnh hưởng đến cái việc mà tiếp nhận cũng như là nhập khẩu các cái hàng hóa nông thủy sản của Việt Nam. Ở trong tháng 1, kim ngạch xuất nhập khẩu nông sản thì cũng đã giảm so với cùng kỳ của năm ngoái. Vậy thì với một cái động thái đó là dịch bệnh và đóng cửa khẩu như thế này thì liệu năm nay chúng ta có một kết quả khả quan về xuất khẩu nói chung và xuất khẩu nông sản nói riêng không ạ? Hiện nay thì chúng ta cũng đang theo dõi cái tình hình dịch bệnh như vậy. Và nếu như dịch bệnh kéo dài thì đương nhiên sẽ ảnh hưởng đến cái hoạt động lưu thông từ vấn đề cửa khẩu, từ vấn đề giao thông và các cái vấn đề về kể cả cái việc đàm phán mở cửa thị trường nông sản thì chắc chắn sẽ có cái việc ảnh hưởng. Tuy nhiên thì chúng ta cũng cần để theo dõi và bám sát cái tình hình này. Hy vọng trong thời gian tới nếu như mà dịch bệnh được khống chế và những các cái biện pháp hạn chế hiện nay được giải tỏa hoặc dỡ bỏ thì chúng ta có thể sẽ sớm khôi phục được cái quan hệ thương mại xuất nhập khẩu giữa Việt Nam Trung Quốc. Bộ Công Thương có khuyến cáo gì tới các doanh nghiệp, tới các tiểu thương và các cư dân biên giới đang có giao dịch với lại Trung Quốc không ạ? Đối với Bộ Công Thương thì chúng tôi cũng đã yêu cầu các thương vụ đẩy mạnh cái việc là liên hệ tìm những các cái doanh nghiệp để có thể giúp cho các doanh nghiệp Việt Nam có thể là chuyển hướng xuất khẩu trong khi mà chúng ta chờ thị trường Trung Quốc có thể là khôi phục được trở lại khi mà các cái biện pháp nó hạn chế cũng sẽ được dỡ bỏ. Mặt khác thì chúng ta cũng phải thấy rằng là cái lượng tiêu thụ, cái lượng nông sản mà chúng ta đang vào vụ thu hoạch như vậy nó cũng sẽ rất là lớn thì cũng cần cái sự chung tay giúp sức của các tập đoàn, các siêu thị trong nước để đẩy mạnh cái tiêu thụ ở trong nước. Và bên cạnh đó thì cũng cần các cái doanh nghiệp logistics, đặc biệt là các kho lạnh sẽ hỗ trợ về cái việc cho phép lưu các cái sản phẩm nông sản, thủy sản đó với cái chi phí ở cái mức chấp nhận được để giúp cho các cái sản phẩm nông sản của chúng ta có thể là
giữ được cái thời gian lâu hơn trước khi chúng ta có thể xuất khẩu bình thường trở lại với phía Trung Quốc. Vâng, xin cảm ơn những thông tin từ ông Hải ạ. Thưa quý vị, vào chiều ngày 27 tháng 1, tức là mùng 3 Tết Nguyên đán, chủ trì cuộc họp về bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã khẳng định rằng chính phủ chấp nhận một số thiệt hại về kinh tế để bảo vệ tính mạng, sức khỏe của người dân. Chính vì vậy, bên cạnh những biện pháp của các cơ quan quản lý, thì các doanh nhân, tiểu thương, cư dân biên giới cũng cần phải tự ý thức để bảo vệ sức khỏe của chính mình và của người thân. Xin mời trưởng quay tiếp tục chương trình.